Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Đầu ngày mới Quang xin chúc anh em có một ngày mới vui vẻ, bình an bên gia đình và người thân nha. Và xem clip của Quang thật vui vẻ nha mọi người. Thì trước mắt anh em đây là chiếc Quay Alpha nha anh em. Quay Alpha đời 2015. Tình trạng xe là máy zin im. Đầu lòng chưa gớt nha anh em. Máy đi cực kỳ nhẹ nha mọi người, cả hai chiếc luôn. Chiếc này là chiếc Alpha đời 2003 lốc đen. Cả hai xe đều màu đỏ nha anh em, cùng là dòng Alpha nhưng mà khác thế hệ nha mọi người. Chiếc này đời sau nè, anh em nào thích mẫu mã nè hiện đại thì mua dòng này đời 2015, động cơ 100cc cũng rất là bền nha anh em. Máy đi nhẹ im lắm. Đây còn anh em thích cho sự hoài cổ bền bỉ nè thì đây chiếc Quay Alpha đen đời 2003, biển số 5357 nha anh em. Chiếc này cái nồi đi cực kỳ tê luôn. Nói chung cả hai chiếc luôn, vân test rồi. Hai chiếc này nồi đi cực kỳ là sướng nha mọi người. Anh em phải qua trực tiếp Quang chạy thử và trải nghiệm nha. Chiếc xe đẹp liên lạc nha anh em. Để Quang quay từ cho anh em xem nha. Máy im, im. Bô ghi theo xe nha anh em. Bô này có hơi đi đầm sướng lắm. Phục thì chủ vô cả phục Future 1 nha mọi người. Phục này thì nhúng im miễn bàn à. Nhúng im hơn phục theo xe nhiều nha anh em. Dành trước sau là Gucci. Quang quay từ từ cho anh em xem nha, họ sẽ nổ máy cho anh em nghe. Chiếc này Quang bán giá 24,5 triệu cho anh em. Lốc nè, đặt gấp nè. Trong y này nè. Bình xăng zin nha mọi người. Lắp nồi nha. Xe liền lắm nha anh em. Đi cực kỳ sướng luôn, cực kỳ nhẹ luôn. Rồi lắp nè. Lắp một bọt. Ốc tán xanh khá xe nha anh em. Số thì rất là hay luôn. Anh em này cầm anh
anh em cầm giấy chạy thì giữ số được nha. 85357. Rồi, kế bên đằng sau là chiếc Venpha đời 2015 nha anh em. Chiếc này là vỏ trước còn. Biển số 84 Cầu Kè nha anh em. Thì Quang chưa gắn biển số. Biển số thì có nha mọi người, giấy tờ đủ nha. Chở đèn rất là trong luôn. Xe này sườn bên trong rất là đẹp nha anh em. Hồi Quang sẽ làm một đoạn ngắn bên trong sườn cho anh em xem. Sườn đẹp lắm. Anh em có theo dõi Quang thì Quang quay bên trong sườn cái ở clip trước rồi nha. Bộ theo xe. Móc tán. Cầm dành, dành trước và dành sau là zin xe một đôi nha anh em. Dành trước có một lũng nha. Vỏ trước là theo xe. Phục nè anh em. Đi vào chi tiết mới thấy đẹp nha. Ốc tán nè, còn vàng. Đây, năm xích đây, 2015. Mẹ ốc không bái nè, không mới tin nè. Ngon nè. Bự cũng ít chày nha, bên trong ghi rất là ít chày nha mọi người. Bình thường bán đồ là chày nhiều lắm. Màu đỏ nha anh em, màu đỏ rất là nhiều anh em tìm nha. Nhìn Quang, nhìn anh em thống gai dặn Quang cái màu này. Đầu lòng sạch sẽ khô gáo, đầu lòng ghim bao bít cho anh em. Tóc đầu đẹp nha anh em. Chiếc này thì giá xem chiếc Venpha đời mới 110 giờ nha anh em. Chiếc này Quang bán 17 năm. Vỏ trước còn nha mọi người. Để Quang quay vỏ xem. Nè, đặt nè. Tầng thứ 24/2015. Ốc cốt. Đau lòng. Còn con lá cờ lên nè. Rồi để qua nổ máy em nghe nha. Nổ chiếc này trước đi. Nổ chiếc kia đi nè. Nổ chiếc 2 lá 3 up đây này đây. Thôi nhà ghe chắc lẻm luôn. Thấm lắm mọi người. Để cái tay cho kịch cho cả nhà nghe nha. Còn nghe tiếng chảy nha nè.
máy là thâm thì luôn. Không có nghe gì luôn nha mọi người. Xe chỗ thay cục thun sao hay lai dài chút nè, thun này của thằng quay lá. Cái máy cực kỳ luôn nè. Chạy phê lắm, nhà to luôn. Tìm xe của anh này nha. Nãy trời mới mưa mọi người. Cửa hàng xe Tân Tiến nha anh em. Tổng 2 Tiểu Cần Trà Vinh. Đối diện tòa án người Tiểu Cần. Tòa án thì ngay ở phía sau đường qua nè mọi người. Đây. Máy chắc lẹp. Tạm thời chia tay này nha anh em. Giờ nó máy chiếc này. Máy này cũng có thui đâu mọi người. Bây giờ 100 á. Mà để ý là chạy rất ngon nha, hơi rất là ngon nha. Mặc dù nó 100 thôi nè. Nhưng mà thấy nó ngon hơn 110 luôn nè. Chạy nhẹ. Học đầu rồi. Nhìn hết kìa. Cái này là tiếng máy nha. Cái máy nè. Học chủ đề trong mới tin anh em. Máy im chó thở luôn. Rồi, vừa rồi là một dòng hai xe Alpha 100 đời 2015 và lốc đen cũng 100 luôn đời 2003. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Quang nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha anh em. Bye bye. À xem video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha anh em. Nút đăng ký nằm bên dưới nha mọi người. Cảm ơn ạ.